Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, liên tục những hình ảnh về cảnh xả lũ ở Trung Quốc cho thấy một mùa mưa lũ bất thường mang lại nhiều tai ương cho người dân nơi đây. Những trận mưa lớn vẫn tiếp diễn ở miền Nam Trung Quốc, trong đó các tỉnh Hồ Bắc, Chiết Giang và Giang Tây hứng chịu thảm họa nặng nề nhất. Hồ chứa Tân An, hồ chứa lớn nhất ở phía vùng Hoa Đông thuộc tỉnh Chiết Giang, xả lũ liên tục trong hơn 60 giờ đồng hồ, cảnh tượng giống như bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng. Thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, mưa bão liên tục trong nhiều ngày khiến mực nước ở nhiều con sông dâng cao. Hôm thứ Hai, một người đàn ông ở huyện Vũ Lăng Nguyên đã mạo hiểm thả lưới để đánh bắt cá. Kết quả không may rơi xuống dòng nước đang chảy xiết. Chỉ vòn vẹn 6 giây, nước lũ đã đút chừng và cuốn trôi người đàn ông. Một người trên bờ tình cờ đã quay lại cảnh tượng kinh hoàng này. Đoạn video cho thấy một người đàn ông thả lưới bên dòng sông chảy xiết để đánh bắt cá. Sau vài giây, anh ta bị nước lũ kéo xuống sông và ngay lập tức bị dòng lũ cuốn trôi. Mặc dù người đàn ông đã gắng sức vùng vẫy nhưng vẫn không thắng được thế nước cuồn cuộn, kết quả anh ta đã biến mất trong dòng nước lũ. Cùng ngày, chính quyền huyện Vũ Lăng Nguyên đã đưa ra thông báo nói rằng người đàn ông rơi xuống nước họ Đường là nhân viên bảo vệ của một công ty dịch vụ ở thị trấn Trương Gia Giới. Chiều ngày hôm đó, sau giờ làm việc, anh đã cùng đồng nghiệp đi bộ dọc bờ sông. Khoảng 4 giờ 15 phút, người đàn ông họ Đường bất ngờ rơi xuống nước, đến nay vẫn không rõ tung tích. Mưa lũ ở miền Nam Trung Quốc đã kéo dài hơn một tháng, tình hình lũ lụt đã mở rộng ở nhiều tỉnh. Ngoài ra, hồ chứa Tam Hiệp đang toàn lực xả lũ. Mực nước dọc theo bờ từ đoạn sông Dương Tử từ cửa Hồ Động Đình, huyện Giám Lợi, tỉnh Hồ Bắc đến cửa biển ở Thượng Hải, toàn bộ đều vượt ngưỡng báo động. Từ những video được đăng tải trên mạng cho thấy, từ tuần trước, từ sau khi đập Tam Hiệp bắt đầu xả lũ, nhiều thành phố của tỉnh Hồ Bắc ở Hạ Du, Con Đập như Nghi Xương, Vũ Hán đã bị ngập nặng. Đến ngày Chủ nhật, mực nước sông Dương Tử đã tăng thêm 3,5 mét. Hiện tại, công viên Giang Than ở Hán Cầu đã bị ngập hoàn toàn với độ sâu hơn 2 mét. Cồn đất Bạch Sa ở lòng sông Dương Tử bị ngập hoàn toàn. Hôm thứ Bảy, đập Tam Hiệp xả lũ từ 25.000 mét khối mỗi giây trước đây, hiện tại đã lên tới 55.000 mét khối mỗi giây. Cộng với mưa lớn mỗi ngày ở Trung và Hạ Lưu, một cư dân mạng viết trên Twitter rằng 55.000 tấn nước đổ xuống mỗi giây, 180 triệu tấn trong một giờ, 4,32 tỷ tấn trong một ngày và dung tích chứa nước của toàn bộ Hồ Tây là 14,29 triệu tấn nước. Mưa lớn liên tục ở lưu vực sông Dương Tử đã lan đến vùng Hạ Du, khiến mực nước sông Dương Tử dâng cao. Đài quan sát khí tượng Thượng Hải cũng đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh. Chính quyền địa phương cũng nâng phản ứng khẩn cấp đối với lũ lên cấp 4. Đập Tam Hiệp xả lũ khiến mực nước sông Dương Tử dâng cao và đổ dồn về Hồ Bà Dương, cộng thêm tác động của mưa lớn kéo dài liên tục. Hôm thứ Hai, mực nước Hồ Bà Dương và các nhánh sông đã tăng mạnh gây lũ lụt nghiêm trọng. Toàn bộ tỉnh Giang Tây đưa ra cảnh báo khẩn. Hôm thứ Ba, mực nước của bờ đập Trung Châu, huyện Bà Dương đạt mức 4,43 mét. Mực nước của huyện Độ, con sông bên ngoài bờ đập Trung Châu đạt 23,87 mét, vượt quá mực nước cao nhất năm 1998 là 0,69 mét. Do thời gian dài bị ngâm trong nước, cộng thêm đất ở thân đê chất lượng kém, khả năng chống thấm nước yếu, khoảng 9 giờ 35 phút tối thứ Hai, bờ đập Trung Châu đã bị vỡ, gần 20 làng xã đã bị ngập, nước lũ ngập đến tận mái nhà. Không chỉ thảm họa ở lưu vực sông Dương Tử trầm trọng, mà hồ chứa nước Tân An, con đập lớn nhất vùng Hoa Đông, nằm ở thượng nguồn của sông Tiền Đường cũng đang đối mặt với thử thách nghiêm trọng. Theo dữ liệu mới nhất từ chính quyền Trung Quốc, việc xả lũ đã được thực hiện vào lúc 10 giờ ngày thứ Tư đến 15 giờ ngày thứ Sáu. Tổng lượng nước xả của hồ chứa Tân An hay còn gọi là hồ Thiên Đảo là 1,498 tỷ mét khối, trong đó lượng nước xả từ cửa cống là 1,263 tỷ mét khối. Dựa trên dung tích khoảng 14,5 triệu mét khối nước của hồ Tây Hàng Châu mà tính, tổng lượng nước xả trong khoảng 53 giờ của con đập này bằng khoảng 90 lượng nước của hồ Tây. Hồ chứa Tân An được hoàn thành vào năm 1959 và là hồ chứa lớn nhất vùng Hoa Đông với tổng dung tích lưu trữ 21,626 tỷ mét khối nước. Đây là dự án kiểm soát nước quan trọng nhất của thượng nguồn sông Tiền Đường. Có video cho thấy tình huống hồ chứa Tân An mở toàn bộ 9 cửa cống xả lũ. Có thể thấy rằng nước lũ cuồn cuộn dâng trào và một cây cầu ở hạ nguồn con đập đã bị dòng lũ đánh sập.
cộng thêm sắc trời u tối, không ít cư dân mạng đã kêu lên giống hệt như bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng vậy. Có người thậm chí đã quay lại video hiện trường thành phố dọc theo bờ sông Tân An trước và sau khi xả lũ. Khi mở một cửa cống xả lũ, cái đình nghỉ mát bên bờ sông bị ngập một nửa. Khi mở 5 cửa cống, cái đình chỉ còn lại phần mái. Khi mở 7 cửa cống, chỉ thấy phần chóp đỉnh của cái đình. Đến khi mở toàn bộ cửa cống, cái chòi nghỉ mát đã bị nhấn chìm hoàn toàn. Báo cáo cho biết, tính đến 15 giờ ngày thứ Sáu, mực nước của hồ chứa Tân An đã giảm 0,25 m so với mực nước cao nhất 108,39 m khi cửa cống xả lũ được mở hoàn toàn vào ngày thứ Năm. Kỹ sư trưởng của Ủy ban Tài nguyên nước thành phố Kiến Đức cho biết, dòng chảy vào hồ chứa thời điểm cao nhất từng đạt đến 23.000 m3 trên giây. Sau khi toàn bộ cửa cống được mở, dòng chảy vào hồ giáng hạ dần dần đến 5.770 m3 trên giây. Hiện tại có 23 làng quê và thị trấn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kính thưa quý vị, lũ lụt do mưa lớn ở các tỉnh Thiểm Tây và Tứ Xuyên đã khiến mực nước sông Trường Giang, cũng gọi là sông Dương Tử, dâng tràn bờ trong những ngày gần đây, gây ngập lụt các thành phố ở khu vực phía Tây của Trung Quốc. Theo đài truyền hình nhà nước CCTV dẫn lời giới chức, mực nước sông ở thành phố Trùng Khánh có thể vượt quá mức an toàn, có nghĩa là bờ đê ở khu vực này có thể vỡ bất cứ lúc nào. Trong cuộc họp báo, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc cho biết lượng mưa ở các khu vực dọc sông Trường Giang và sông Hoài đã đạt mức cao nhất kể từ năm 1961. Trong khi đó, Thứ trưởng Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Zhu Wenshen đã vô tình tiết lộ rằng hơn 4 triệu người dân đã phải sơ tán khỏi nhà mình vì đợt lũ lụt năm nay. Mưa lớn đã bắt đầu di chuyển về phía Bắc đến các khu vực có sông Hoàng Hà, sông Hải, sông Tùng Hoa và sông Liêu. Sông Hoàng Hà đã trải qua lũ lụt nhưng các nhà chức trách vẫn giữ im lặng về tác động của nó. Hai trận lũ lụt liên tiếp, Ủy ban sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã thông báo rằng đỉnh lũ mới hình thành ở sông Gia Lăng, một nhánh sông chính của Trường Giang, đang đổ vào sông Trường Giang gần khu vực Trùng Khánh, một thành phố rộng lớn với hơn 30 triệu cư dân. Theo Ủy ban này, đỉnh lũ sông Gia Lăng dự kiến sẽ kích hoạt một đỉnh lũ khác ở sông Trường Giang. Chính quyền thành phố Trùng Khánh cho biết, khu vực thượng nguồn của sông Trường Giang cũng đang bị đe dọa bởi mưa lớn. Lũ lụt từ sông Gia Lăng và thượng nguồn của sông Trường Giang có thể khiến mực nước của Trường Giang vượt quá giới hạn an toàn. Theo video mà người dân chia sẻ với The Epoch Times, các khu vực trũng thấp ở các thành phố Mỹ Sơn, Quảng Nguyên và Đức Dương ở tỉnh Tứ Xuyên cùng thành phố Trùng Khánh đã bị ngập trong lũ lụt. Lũ lụt cũng đã được báo cáo ở Lực Dương, một quận ở tỉnh Thiểm Tây, vào lúc 4 giờ 10 phút chiều ngày hôm nay, chính quyền quận đã ra lệnh cho tất cả người dân, bất kể nông thôn hay thành thị, phải di chuyển lên ít nhất là tầng 3 của các tòa nhà cao hơn 6 tầng. Chính quyền cũng liệt kê tên 9 khu nhà ở mà họ cho rằng đã qua cũ để chống lại lũ lụt có thể xảy ra. Nhiều thành phố khác ở tỉnh Tứ Xuyên như Thành Đô, Trần A Bá và Miên Dương cũng báo cáo tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Trong khi đó, mưa lớn cũng gây ra lũ lụt dọc theo các khu vực của sông Hoàng Hà, cụ thể là ở thành phố Lâm Nghi thuộc tỉnh Sơn Đông và thành phố Long Nam thuộc tỉnh Cam Túc. Mưa bão đã nhấn chìm các ngôi làng và gây ra lở đất. Không rõ có bao nhiêu người bị ảnh hưởng, không có thông tin chính thức nào về các trường hợp chết hoặc mất tích. Trong khi mưa lớn đã gây ra lũ lụt lịch sử kể từ tháng trước, giới chức Trung Quốc từ chối tiết lộ tổng lượng thiệt hại do thảm họa. Người dân nói với The Epoch Times rằng chính quyền đã cấm mọi người đăng thông tin trực tuyến và chặn người dân tiến vào các ngôi làng bị sạt lở đất. Trong cuộc họp báo, ông Zhu đã thừa nhận rằng trên toàn quốc có hơn 63 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong năm nay, với hơn 4 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình. Ông Zhu cho biết hơn 17.500 người trong số những người bị mất nhà cửa đã được lính cứu hỏa cứu hộ hoặc sơ tán, hơn 3,98 triệu người còn lại đã phải tự mình thoát khỏi lũ lụt. Thứ trưởng Zhu cũng cho biết 2/3 diện tích đất ở tỉnh Giang Tây đã bị lũ nhấn chìm trước vụ thu hoạch. Theo Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, toàn bộ đất nước có 42,13 triệu hectare đất nông nghiệp chất lượng tương đối tốt. Phần lớn nó nằm ở các vùng lưu vực của sông Trường Giang, sông Hoài và sông Hoàng Hà. Đây lại là những khu vực xảy ra lũ lụt nghiêm trọng nhất trong năm nay. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua, sấm sét xuất hiện tại thành phố Thượng Hải đã đánh vào ngọn tháp truyền hình Minh Châu phương Đông. Một số cư dân mạng cho rằng đây là kết quả của thiên nộ dân oán. Cũng có cư dân mạng cho rằng mục tiêu tiếp theo sẽ là Trung Nam Hải. Ngày hôm nay, đỉnh lũ số 1 trong năm nay đã hình thành trên sông Hoàng Hà, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác sẽ có lượng mưa lớn nhất kể từ đợt lũ. Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, Thượng Hải có mưa bão và sấm sét liên tục. Đột nhiên, một tia sét rạch ngang bầu trời giống như một thanh kiếm sắc và đánh xuống tháp truyền hình Minh Châu phương Đông của Thượng Hải. Một nửa bầu trời đều sáng lên.
Cùng ngày, Đài quan sát khí tượng Thượng Hải đã đưa ra cảnh báo tín hiệu màu cam đối với sấm sét. Thiết bị cung cấp điện của tuyến tàu điện ngầm số 17 Thượng Hải gặp sự cố do sét đánh, khiến một số chuyến tàu chạy với tốc độ hạn chế. Video trực tuyến cho thấy một tia sét đã đánh trúng đỉnh tháp truyền hình Oriental Pier. Xung quanh nó có nhiều tia chớp khác kèm theo tiếng sấm rất lớn. Đối với sự việc này, cư dân mạng cho rằng đây là kết quả của thiên nộ dân oán. Đây là một điểm không hay cho Đảng. Sét ngày càng đánh vào nhiều điểm quan trọng, liệu mục tiêu tiếp theo sẽ là Trung Nam Hải? Một số cư dân mạng cho rằng mỗi lần Đảng Cộng sản Trung Quốc gây rối ở Hồng Kông sẽ có dị tượng xuất hiện ở đại lục. Lần trước Bắc Kinh mở hội nghị âm mưu ban hành luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông, đang ban ngày, trời bỗng tối đen như mực, mưa bão, gió rít. Hôm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng luật an ninh quốc gia bắt giữ Jimmy Lai, Annette Cho và các nhà dân chủ khác tại Hồng Kông. Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông ở Thượng Hải đã bị sét đánh mà Hồng Kông có biệt danh là Hòn Ngọc Phương Đông. Thiên nhân cảm ứng, làm điều ngang ngược ắt sẽ gặp báo ứng. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại!